Chào mừng anh em trở lại với tin bóng đá tối 19 tháng 7. Cuộc ganh đua giữa hai siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới là Messi và Ronaldo chưa bao giờ dừng lại. Mới đây, M10 đã chính thức vượt qua một kỷ lục khủng của người đồng đội. Ngay bây giờ, anh em hãy cùng Nghiền Bóng Đá TV tìm hiểu nhé! 10 năm trước, Sir Alex Ferguson từng muốn đưa Varane về Old Trafford. Dù vậy, Real nhanh tay chiêu mộ trung vệ này từ câu lạc bộ Lang. Hiện tại, khi hợp đồng của Varane và Real đang dần đi đến hồi cuối, anh trở thành mục tiêu quan trọng mà Manchester tất hướng tới nhằm gia cố hàng thủ đang gặp nhiều vấn đề của mình. Mới đây, hàng loạt các trang báo, fanpage thân Real đều đăng tải và xác nhận thông tin trung vệ 28 tuổi đã đạt được thỏa thuận gia nhập Quỷ Đỏ thành Manchester. Thương vụ này gần như đã đạt đến 90% mức độ hoàn thành và chỉ đợi Manchester tất công bố chính thức. Giám đốc điều hành của Inter Milan Giuseppe Marotta xác nhận đội bóng này đang theo đuổi hai ngôi sao ở ngoại hạng Anh, đó là Hector Bellerin của Arsenal và Alex Telles của Manchester United. Gia nhập MU từ mùa trước, nhưng Alex Telles không được đảm bảo vị trí đá chính bởi sự xuất sắc của Luxor. Khả năng Telles chia tay Manchester United vẫn chưa rõ ràng, nhưng ông Marotta nhấn mạnh Inter sẽ không để lọt bất cứ cơ hội nào họ có trong quá trình theo đuổi các mục tiêu. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Ancelotti đã yêu cầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đưa Diogo Dalot vào tầm ngắm. Huấn luyện viên 62 tuổi đã theo dõi hậu vệ người Bồ Đào Nha từ khi còn dẫn dắt Everton, nhưng đã thất bại trong việc đưa Dalot gia nhập The Toffees. Hậu vệ 22 tuổi sau đó đã gia nhập AC Milan theo dạng cho mượn ở mùa giải 2020-2021. Dalot có màn trình diễn chói sáng với 34 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn thắng và 3 kiến tạo, đóng góp không nhỏ vào màn hồi sinh của Rossoneri. Phong độ rực rỡ giúp Dalot có được tấm vé vớt tham dự vòng chung kết Euro 2020, thay thế Joao Cancelo nhiễm Covid-19. Trong trường hợp Manchester United chiêu mộ thành công Kieran Trippier từ Atletico Madrid, nhiều khả năng họ sẽ để hậu vệ người Bồ Đào Nha ra đi. The Times khẳng định đội chủ sân Emirates đã chấp nhận đáp ứng mức phí 50 triệu bảng mà Brighton đòi hỏi dành cho Ben White. Được biết, con số này sẽ biến White thành trung vệ người Anh đắt giá thứ hai trong lịch sử bóng đá, chỉ xếp sau Harry Maguire. Dự kiến, ngôi sao 23 tuổi sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào tuần tới, ngay sau khi trở về từ kỳ nghỉ tại Hy Lạp. Nguồn tin trên xác nhận, White sẽ ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Arsenal, kèm theo mức lương rơi vào khoảng 120.000 bảng một tuần, nhiều hơn gấp đôi so với những gì anh được hưởng tại Brighton. Theo số liệu từ Sporttrack, Ben White sẽ vượt qua Hector Bellerin và trở thành cầu thủ có thù lao cao thứ 6 tại Arsenal. Theo nguồn tin mới nhất, Manchester City muốn đưa Raheem Sterling vào một phần trong thương vụ chiêu mộ Harry Kane hoặc Jack Grealish. Từ mùa giải trước, Pep Guardiola đã không còn ưa dùng Sterling. Rất nhiều trận đấu quan trọng, đặc biệt ở cuối mùa giải, ngôi sao tuyển Anh thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị. Mặc dù là ngôi sao sáng nhất trong hành trình đưa tuyển Anh vào đến trận chung kết Euro 2020 vừa qua, nhưng được biết, huấn luyện viên Pep Guardiola không mặn mà giữ chân Sterling. Truyền thông Anh từng đưa tin Manchester City sẵn sàng để Sterling tới Tottenham như một phần trong thương vụ Kane. Trong trường hợp Tottenham hoặc Sterling không đồng thuận với ý tưởng này, Manchester City sẽ bán chân sút 26 tuổi cho một câu lạc bộ khác. Tuy nhiên, Sterling cũng không hề rẻ và ở thời điểm các câu lạc bộ bóng đá đều gặp khó khăn về tài chính, Sterling sẽ không dễ dàng để rời Etihad vào lúc này. Real từng theo đuổi tuyển thủ Anh nhưng lúc này đang ưu tiên cho Kylian Mbappe, còn Barca không có nhiều tiền. Timo Werner chuyển đến Chelsea từ Leipzig với giá 48 triệu bảng vào hè 2020. Anh từng nhận được rất nhiều kỳ vọng sau những màn trình diễn chói sáng tại Đức. Tuy nhiên, tiền đạo người Đức đã gây thất vọng nặng nề với chỉ 6 bàn sau 35 trận tại Premier League. Sự sa sút của các tiền đạo như Werner là lý do Chelsea không thể đua tranh danh hiệu tại Premier League. Chính vì thế, The Blues đang muốn mang về một chân sút đẳng cấp để giải cơn khát bàn thắng trên hàng công. Theo Sky Germany, Chelsea đã lên kế hoạch bán Werner chỉ sau một năm mua về. Đội bóng thành London sẽ dùng số tiền bán anh để thêm vào chiêu mộ một tiền đạo mới như Haaland, Kane hoặc Lewandowski. Ngay sau mùa giải 2020-2021, Liverpool đã gây bất ngờ khi bỏ ra 36 triệu bảng chiêu mộ Ibrahima Konate của Leipzig. Trung vệ trẻ người Pháp vốn có tiền sử chấn thương nặng và không được đánh giá cao bằng Dayot Upamecano. Chính vì vậy, có khá nhiều tranh cãi xung quanh thương vụ này của Liverpool. Sự tranh cãi đó càng khiến người hâm mộ chờ đợi Konate ra mắt Liverpool. Họ có thể sớm được thỏa mãn khi Liverpool đã giao hữu 60 phút với Wacker Innsbruck và Stuttgart ở Áo vào tuần này. Chia sẻ trên trang chủ Liverpool, huấn luyện viên Jurgen Klopp nói: "Thứ ba, Konate sẽ ra mắt. Cậu ấy đã có kỳ nghỉ đầy đủ và có giai đoạn tiền mùa giải bình thường. Vì vậy,
cậu ấy có thể ra sân thi đấu vào thứ ba. Đối với Ibu, điều quan trọng là anh ấy có thời gian làm quen với đội bóng và đồng đội mới. Có một số thói quen nhỏ mà cậu ấy làm khác với những gì chúng tôi thường làm. Vì vậy, chúng tôi sẽ cho cậu ấy thêm thời gian thích nghi. Đừng quên, cậu ấy mới tập trung 6 ngày. Mọi chuyện hiện tại đều ổn. Trong tuần này, ban lãnh đạo Barcelona cố gắng tối đa để đạt được thỏa thuận giảm lương với một loạt các trụ cột nhằm trong thời gian ngắn nhất có thể đăng ký các tân binh cho mùa giải mới. Trong tuần này, những cuộc đàm phán trực tiếp sẽ diễn ra. Laporta đang chờ đợi thông báo chính thức về hợp đồng mới của Messi, nơi siêu sao người Argentina chấp nhận giảm 50% mức lương so với hợp đồng cũ để làm nguồn cảm hứng cho những đồng đội noi theo. Theo thông tin từ truyền thông bản địa, Barca có thể đòi hỏi Pique, Busquets, Sergi Roberto và Hauk Dianba giảm tới 40% lương. Còn với trường hợp của những ngôi sao đánh thuê như Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, khả năng chia tay sân Camp Nou là rất lớn. Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.